Và bây giờ Tam Thất đang gón quẩy với những quả flat, những quả flat đập tường tạm thời nó không đem lại hiệu quả. Bet 1301 bắt đầu mở cánh rồi, bóp flat ra và liệu có đẩy luôn không thì câu trời là có, và Tam Thất đã nằm. Và bây giờ thì còn đó là vị trí Đức Hiếu, cũng như là Nizaka cũng đã có cái khoảng thời gian để cứu lại Đức Hiếu. Và giờ đây đang trả ra smoke để bịt đầu đối phương. Hạng ai gần mình dừng lại ở top thứ 7 rồi. Bet 1301 đẩy ra và knock out được Levit chứ bỏ qua Đức Hiếu không? Và đúng là đã bỏ qua Đức Hiếu, mà đó là quay ra để có thể hạ được Nizaka. Và Đức Hiếu đây cũng là đi. Và đó là tình huống 1v3 đến từ Bet 1301. Bet 1301 đẩy ra và knock out được Levit chứ bỏ qua Đức Hiếu không? Và đúng là đã bỏ qua Đức Hiếu, mà đó là quay ra để có thể hạ được Nizaka. Và Đức Hiếu đây cũng là đi. Và đó là tình huống 1v3 đến từ Bet 1301.